Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Phải nói là tôi khá bất ngờ về pha quyết định của Gege trong tuần này. Cứ tưởng sẽ được xem ông cháu Yuji búp cái gì để mà boxing tay bo với Nguyên Vương Sukuna. Nhưng mà không, chúng ta lại bị bưng đến chính trường khác nơi Kensaku đang thu thập những chiếu thuật sư còn sót lại tại Tử Diệt Thổi Du nhằm kết thúc sự kiện này. Tuy nhiên, hắn đã đụng độ một kẻ vô cùng trời đất thỡi. Thánh Trôn, chúa tể nụ cười, thách thức nhanh hài top 1 Fumihiko Takaba. Một ông chú sáu tiềm năng phải gọi là vừa mạnh nhất mẹ cái server, nhưng đồng thời cũng yếu nhất mẹ cái server nếu chủ nhân của nó hiểu được công dụng thuật thức này. Và vì sao tôi nói vậy? Thuật thức của thánh nghề hước Takaba có gì hot để tớ khẳng định nó vừa mạnh nhất nhưng đồng thời cũng yếu nhất? Liệu anh có đủ chất đưa một kẻ đã sống từ tận 1.000 năm trước cùng thời với Nguyên Vương Sukuna? Hôm nay mời các bạn phân tích về trận đấu giữa thánh hài VL, Takaba và Kensaku, bộ não sống 1.000 năm nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên ghé qua shop BH Studio Thế Giới Anime ở link dưới phần mô tả và bình luận để tặng ngay cho mình những cái pack anime, những cái poster siêu xịn nha các bạn nhé. Pack anime One Piece của bên mình là nhập chính hãng từ Bandai Nhật Bản luôn nha. Khi mua thì các bạn nhớ add mã giảm giá để được free ship các bạn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Chú thuật sư vừa mạnh nhất, vừa yếu nhất. Tất nhiên, đùng một phát lòi ra quả nhân vật lỗi game như này sao mà các bạn hiểu được nguyên do ngọn nguồn đúng không? Thế nên bước đầu tiên ta cứ check vai nhẹ cái profile của Thánh Hài VL nhá. Có thể nói Takaba là một ông chú bình thường đến đáng thương, nhưng cái nôi phồn hoa đô thị Tokyo thì sinh sống ở đây không hề dễ dàng. Ai cũng phải cố gắng bám trụ vào một công việc gì đó, cố gắng để phát triển, để bản thân còn có thu nhập qua ngày. Với Takaba thì đó là nghề diễn viên hài độc thoại. Trong ngày này, tồn tại như viên ngọc thô, dần dần trải qua mài dũa rồi trở thành đá quý. Hay nhân dân gian mình hay thường nói có công mảnh sắc có ngày nên kim. Nhưng Takaba lại thuộc trường hợp ngược lại. Ông chú này đã 35 tuổi rồi, cũng viên ngọc thô nhưng mà càng mài thì nó lại càng thô mới chết không cơ chứ. Những trò đùa của anh nó tệ đến cái mức hài hước đâu chẳng thấy, chỉ thấy trầm cảm khum núm đến tuyệt vọng. Đồng nghiệp anh, người thì khuyên Takaba nên thoát khỏi cái nghề này đi mà làm người, chứ nhìn chú thế này anh nản lắm rồi. Ngọc cái kiểu gì mài mãi không xong, người thì cũng chẳng ghét bỏ gì anh, thậm chí còn giúp anh giác ngộ ra chân lý hành nghề của bản thân. Éo cần quan tâm người khác thấy hài hay không, bố mày thấy hài là được. Nhưng có lẽ người đồng nghiệp này cũng chẳng bao giờ ngờ được, trong lúc vô tình, bản thân ông đã kích cho thằng bạn một quả thuật thức trời ơi đất thỡi, rúng động lòng người, chú tể của những nụ cười, ông thầy lệ tổ, diễn viên hài. Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu, thuật thức này tên chính xác của nó là diễn viên hài. Về các bạn, miễn Takaba làm cái gì bản thân thấy hài hước, kệ cha chung bay thì diễn viên hài sẽ ngay lập tức được kích hoạt và hiện thực hóa chính cái suy nghĩ từ ông chú U40. Rõ ràng nhất nằm ở việc vừa bước vô vòng chiến Tử Diệt Thổi Du, ăn ngay một quả bom vào đầu do Hazenoki. Cho anh em là không biết thì thanh niên này có thể kích nổ mọi bộ phận trên cơ thể mình, đỡ đòn cho Megumi. Nhưng tất cả những gì còn sót lại sau đoàn tấn công ấy chỉ có sự hề hước đến khâm nấm từ bộ sút siêu nhân tới tí máu nơi lỗ mũi. Kể cả sau đó khi liên tục truy kích Hazenoki, tên này tự nhận rằng đáng lẽ ra tới giờ thì Takaba phải chết trên dưới 5 lần rồi. Nhưng kết quả anh vẫn bình chân như vậy, làm hắn a cay vì chưa trả thù được quả thông đít chi thuật lúc trước. Và điều đáng sợ nằm ở chỗ, mọi vết thương từ nãy đến giờ mà Takaba phải lãnh đều hoàn toàn khôi phục. Thì dùng phản chuyển là xong mà. Đúng vậy, nhưng cái vấn đề nằm ở đây, Takaba không hề dùng, cũng như không hề biết phản chuyển thuật thức là gì. Trong khi đó, thứ duy nhất cho đến thời điểm hiện tại có thể tái tạo, hồi phục vết thương trên cơ thể chỉ có mỗi phản chuyển. Và thứ này vẫn luôn được cả Gojo lẫn Sukuna sử dụng xuyên suốt trận đánh của họ. Thế nhưng, Takaba lại giấu khả năng hồi phục mà chẳng hề e ngại mình cần biết dùng phản chuyển hay không. Nói đúng hơn, đây chẳng có thể gọi là khôi phục nữa, mà phải nói rằng nó chưa hề tồn tại trên cơ thể Takaba. Bởi có lẽ suốt quá trình chiến đấu, anh không hề cho rằng mình bị thương mà chỉ suy nghĩ như kiểu ăn phát này mà éo sao thì buồn cười vãi lần nhỉ, ha ha ha. Cũng chính nhờ nó mà anh còn giải cứu thiên thần khỏi một bàn thua trông thấy khi Shin Megumi để bị Sukuna nó cháp cho nhảy từ tòa nhà mấy chục tầng xuống. Người bình thường pha này đáng lẽ phải đi mợ rồi, nhưng Angel vẫn còn cứu kịp. Thông qua đó chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, thuật thức này sẽ luôn tác động bất kể Takaba sử dụng hay không. Và hai là nó thậm chí còn tác động lên cả những vật thể hay cá thể xung quanh anh. Cũng từ lý do này nên lời dẫn chuyện hay nói thẳng ra rằng Gege đã xác nhận đây là thuật thức đủ sức đối đầu với Gojo Satoru, đồng nghĩa với việc nó đủ khả năng búp cho Takaba đánh ngang kèo với thầy Gojo, hoặc kinh khủng hơn là tác động xuyên cao cả vô hạ hạn. Các bạn phải hiểu rằng lớp phòng thủ thầy năm dựng lên chỉ kéo dài khoảng cách đòn tấn công đến vô hạn, nhưng diễn viên hài thì không tồn tại quãng đường kiểu đi từ A đến B mà nó thực hiện hóa trực tiếp lên đối tượng đó. Vậy nên có thể nói Takaba ngay từ đầu đã chẳng cần phải tốn công rườm ra học lỏm Mahogara như Sukuna gì cả. Anh chỉ cần nghĩ giờ mà mình đấm xuyên cả vô hạn thì nó hay vãi lìn các bạn nhỉ.
là anh đã đấm được qua thầy năm rồi đấy. Đơn giản vậy thôi. Bá đạo là vậy, nhưng tại sao tôi lại theo cụm từ vừa yếu nhất vừa mạnh nhất? Vấn đề nằm ở chỗ, thằng cha Châu Hề này éo hề biết công dụng thuật thức của mình các bạn ạ. Thậm chí đến tên gọi còn đéo quan tâm, lão chỉ đơn giản vừa nghĩ ra mấy thứ khấm núm vừa bem vào mồm kẻ địch mà thôi. Nhưng cùng lúc đó, đòn tấn công từ đối phương lại chẳng hề tổn thương bản thân mảy may tí nào. Mà bỏ sức mạnh dưới bên hài ra thì Tabaka chỉ là một ông chú thuật sư U40 trông mạnh phết, chấm hết. Nhưng chuyện tới mức này rồi thì mạnh thôi chưa đủ, thậm chí đến tầm đặc cấp như Yuta vẫn có khả năng chết bất kỳ lúc nào. Vậy câu hỏi đặt ra rằng, liệu khi biết khả năng của thuật thức mình rồi thì Takaba có còn tự nhiên cảm thấy hài hước như xưa? Anh em cũng biết, mấy miếng hài chỉ quăng khi bản thân cảm thấy tự nhiên nhất mà thôi. Cố quá thành ra nó quá cố, nó chẳng còn hài nữa mà sẽ thành không núm hết cứu, trầm cảm, lễ tổ không cười. Thành ra đây sẽ là một vấn đề nan giải mà chính ông chú cần phải tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Bằng không thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Vì kẻ trước mặt anh đã sống từ hơn 1.000 năm về trước, kẻ tính toán mọi thứ, độc chiếm cả cơ thể thần thánh Tengen, đồng thời còn chủ mưu giúp Sukuna có thể chia tách 20 phần linh hồn của mình ra, rồi biến nó thành chú vật sống qua cả thiên niên kỷ. Sự âm hiểm đến từ bộ não nghìn năm Kenzaku. Kể đến, chắc các bạn cũng đã quá hiểu rồi, ai cũng thấy Sukuna đang cooking nhiệt đến thế nào. Tay trước bổ đôi Gocho, tay sau cho con Pikachu mạnh nhất thể Edo bán muối. Nhưng chưa hề có ông nào quên rằng vẫn còn đó một kẻ đứng sau, kẻ tạo nên mọi thứ, kẻ mà mọi người cho rằng hắn mới chính là tên trùm cuối của cả bộ truyện Jujutsu Kaisen, Noritoshi Kamo, hay còn được biết đến với cái tên Kenzaku, bộ não di động. Sự âm hiểm của hắn ngay cả Sukuna cũng chẳng thể nào lường được, mà chính Nguyên Vương đã phải ăn quả đắng từ một trong những tác phẩm Kenzaku tạo ra thông qua việc bị giam giữ ở thần sách Yuji, hay kết hợp nguyên hồn lẫn người tạo ra chú thai cửu tướng đồ. Với hắn, thế giới tự như tranh và Kenzaku là một họa sĩ. Gã chỉ đơn thuần muốn thí nghiệm, quan sát mọi thứ mà chẳng màn đến bất kỳ ai. Cùng thời với Kenzaku, Tengen ở đây còn phải kiềm chế chính bản thân không bước ra một bước tiến hóa thành thần, tồn tại thiên về nguyên hồn hơn là nhân loại. Nguyên Vương Sukuna, kẻ đi đến bước cuối cùng của sự tiến hóa của chú thuật sư, hắn đại diện cho thiên tai, sức mạnh tự nhiên chưa một ai chống nổi, và tới giờ vẫn đúng như thế. Nhưng còn Kenzaku, hắn là gì? Không ai hiểu được thứ nằm ở cuối con đường của gã chú thuật sư sống hơn ngàn năm này ra sao. Chỉ biết lão đã luôn đi thí nghiệm, thu thập, tinh chỉnh, lưu trữ số lượng thuật thức mà chẳng một ai rõ Kenzaku bây giờ đang sở hữu bao nhiêu. Cũng chính vì thế nên tại trận đánh bảo vệ Tengen, Yuki cùng Choso đã ra sức khiến hắn thi triển nhiều loại nhất có thể. Tính đến thời điểm hiện tại, ta tạm thời rõ được 3 dạng, bao gồm phản trọng lực cấu trúc tại một vùng không gian nhất định, thao linh thuật từ Geto cùng một loại cho phép hoán đổi cơ thể. Thì sức chống chịu của thứ này đã giúp cho Kenzaku thoát khỏi sức hút đến từ một thố đen thực thụ. Còn khả năng hắn thèm khát nhất này đã nằm trong tay Uzumaki của Geto, thứ sức mạnh cho phép rút ra thuật thức từ chú linh mà chủ nhân nó nhai nuốt. Bằng chứng là Kenzaku đã nắm giữ vô vi biến chuyển từ Mahito ngay khi hắn ăn tên này. Hay triệu hồi một lũ nguyên hồn trông có vẻ thấp kém nhưng đủ sức tổn thương đến một đặc cấp như Yuki. Ngoài ra còn có thêm khả năng bành trướng lãnh địa nữa, nhưng hiện tại tôi cảm thấy chưa đủ thông tin để nêu ra. Dù vậy, may mắn cho nhóm Yuji khi phải đối đầu bộ não biết đi này nằm ở việc tuy cũng lưu trữ nhiều hơn một loại thuật thức như Yuta, thế nhưng khác với Yuta, cậu có một cái kho mang tên Rika để cất vào, tới lúc dùng thì lấy ra. Kenzaku lại không có được cái thứ này. Nếu tích trữ nhiều như Yuta thì hắn sẽ bị quá tải với lượng thuật thức mà hắn đã chứng kiến suốt hơn 1.000 năm qua. Chỉ tưởng tượng đến thôi cũng thấy vô vọng rồi. Khéo cái ngày bách quỷ dạ hành hôm ấy, Kenzaku đã đánh chủ ý lên cả Yuta lẫn Geto, kẻ cho phép trích xuất thuật thức nguyên hồn đã bị cắn nuốt. Một kẻ là sở hữu bộ lưu trữ đám mây mà không khiến chủ nhân nó quá tải. Vì bản thân Rika đã được mệnh danh là bà hoang lời nguyên theo lời Geto, dân truyền trời thú. Ngặt nỗi, có lẽ hắn chẳng bao giờ ngờ được sức mạnh tình yêu từ Yuta lại khủng khiếp đến vậy, nên chỉ cướp được mỗi xác của Geto. Và đó chính là thông tin về có lẽ là con trùm thật sự của toàn bộ Jujutsu Kaisen, Kenzaku. Dự đoán trận đấu giữa Thánh Trô và Kenzaku. Như chúng ta đã thấy, ngay cả một kẻ sống hơn ngàn năm như Kenzaku thì Takaba vẫn là một trường hợp mà lão chưa gặp qua lần nào. Từ đó đến giờ, mặc định chỉ có phản chuyển mới hồi phục lại được thương tổn. Nhưng đòn tấn công của lão đến Takaba lại hoàn toàn vô hiệu, thậm chí còn bị nó chửi cho lên đầu lên cổ. Nên vấn đề đặt ra ở đây cho Kenzaku là làm sao để nhận ra sức mạnh của một thằng liều tốn bao nhiêu thời gian, khi chính kẻ đó còn không biết mình đang sở hữu nó. Bởi để cho Kenzaku hiểu rõ khả năng dưới bên hai rồi thì kết quả trận đấu đã định. Những đòn tấn công của hắn có thể vô dụng trước sức mạnh lỗi đến mức quá đáng này, nhưng chúng không phải tự nhiên mà có, nó đều xuất phát từ sự mưu mô xảo quyệt của bộ não Kenzaku.
Với một kẻ như lão thì tớ cho rằng hắn sẽ liên tục công kích tinh thần khiến Takaba mất đi sự tự tin, khiếu hài hước trong chính bản thân. Một kẻ chuyên dùng mồm mép để sống thì tớ không nghĩ chỉ với một mình ông chú U35 thất nghiệp đến nơi lại đủ sức chịu đựng được. Còn vấn đề của Takaba là gì? Theo quan điểm của mình thì tôi nghĩ nó nằm duy nhất ở chỗ sẽ thế nào khi anh hiểu được sức mạnh bản thân và liệu lúc đó khiếu hài hước chỉ mình bản thân hiểu có còn giữ vững được hay không. Takaba suốt từ nãy đến giờ làm đủ trò màu mày hoa lá hẹ vì anh thấy chúng hài hước chứ không phải dùng nó để đánh nhau. Vậy thì khi hiểu được thuật thức bản thân sẽ đẩy anh vào tình thế thi triển những câu hài để đánh nhau mà không phải chọc cười khán giả. Và như thế thì nó chẳng còn hài hước tí nào cả, đồng nghĩa với việc thuật thức cũng chẳng kích hoạt được. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng thuật thức diễn viên hài bảo mạnh thì mạnh mà bảo yếu thì nó cũng yếu. Khi không biết khả năng của nó thì có thể tự do kích hoạt 24/24 nhưng lại chẳng thể phát huy tối đa tiềm năng. Còn lúc biết rồi thì lại vướng vào nan đề sử dụng 100% công lực nhưng phải đối mặt với tình huống trong thâm tâm Takaba. Câu đùa anh thể hiện có còn hài hay không? Vậy nên tớ rất là mong chờ màn thể hiện của Takaba ở chapter kế tiếp. Dù sao, giữa cái tình huống kịch liệt bi thảm như này thì anh chính là kẻ đem đến một chỗ nghỉ ngơi giúp các bạn thư giãn sau bầu không khí vô cùng ảm đạm. Khi Sukuna thì đang quẩy cực căng, còn top đầu Feta lại chết như rạ. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng phân tích cũng như là tìm hiểu một chút về cái cặp trận đấu rất là đáng xem này. Nhưng mà khi bọn tớ rất vui khi được gửi đến những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình cùng làm trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Thank you.